321. Đường hành quân nắng cháy ra người, tuổi thơ thiếu vui để vẫn thương mình thương đời. Nhiều đêm trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên. Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gian, để đêm khói thốt tay và tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ mây, thường khi vào tôi nhớ thương mây nhớ cả người. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập để cho mọi người thấy là nó dễ nè. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thấm thầm, chúng ta chuyển những thế tay là chúng ta chơi được. 3 2 1 2 3 1 2 3, chúng ta đọc khẩu quyết và làm cho cái nhịp nó đều, xong rồi chúng ta ráp từng câu nhỏ. Chiếc xuồng xưa là chúng ta do âm son trưởng nha, còn đi thứ chúng ta đề ra xuống. Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ, thương lắm câu hò reo gọi khắp sang sông. Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi, người thương ơi em vẫn đợi chờ. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Thích bài nào thì tập bài đó. Còn mình sẽ giới thiệu rất là nhiều bài cho anh em, những cái trích đoạn nhỏ nhỏ đó. Anh em thích bài nào thì bắt đầu chúng ta chuyển hợp âm bài đó nha. Còn em sứ quản thì bô rô dễ như sau: 3 3 2 1 2 3 1 2 3. Tập cái gì mình cũng phải có nhịp chân và cho nó đều nhịp, quen nhịp, xong rồi chúng ta ráp từng đoạn nhỏ rồi chúng ta vô nha. Anh về nơi sứ quản là chúng ta vô nghe dây bát nha, chữ quản. Thì chúng ta sẽ canh những cái từ mà vô dây bát từng đoạn nhỏ thôi nha. Vô: anh về nơi sứ quản thăm người em phố hồi, sông thu buồn con nước lững lờ trôi. Nhịp chân nè: đường chùa cầu mưa buồn giăng ngập lối, rừng thông xanh mưa thấm ướt bờ môi. Tóc xóa ngàn vai, bờ mi công nhấp nhô thuyền cửa đài, sóng giác rào vạn vọng tiếng thông reo. Mốt chúng ta chuyển 6 học âm quen là chúng ta chơi rất là ok luôn ha. Chúc anh em vui vẻ và thành công. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Dây đeo tiện lợi dành cho mọi đàn guitar thùng đứng để biểu diễn. Tháo tem, nới lỏng theo ý thích, có thể dài đến 1m2. Đeo vào thuận tiện. Cái móc này móc vào miệng đàn guitar thùng đứng biểu diễn. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi men say còn trong hơi thở, lại gần thử với đàn Lasix cũng vậy, móc vào miệng lỗ đàn. Anh muốn đi cùng em về vùng biên vắng, vì sẽ sống những ngày hè nhuộm nắng dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Trong mọi loại đàn guitar thùng chỉ với 88.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc, khi mua được tặng kèm với một giáo trình guitar, đặt ngay tại Zalo ạ. Đối với anh em mà mới tập chơi thì chúng ta không cần phải tập nhiều, và chúng ta mỗi khi chúng ta ráng luyện ngón và chuyển hợp âm. Ví dụ xuống là 6 giây ha, lên là đã nhẹ 3 giây. Chập vô. Lên. Từ miền Nam anh hướng ra Bắc, xôn xao câu hò điều ly chính dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt dương em ra đón
những cái yêu thương. Này ngựa ô kia vang anh khớp, xôn xao câu hò điều ly bến làng thơ. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng nghe nhìn sao xuyên ly chung. Guitar 5 phút là chúng ta tập mỗi ngày một chút. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Em có biết không, hè về phường hồng đẹp lắm. Tình mình ca nồng thắm trong bao ước vọng chào dân. Anh em cứ tập mỗi ngày sẽ thành công. Hôm nay chúng ta sẽ tập bolero với bài Phượng Buồn, giọng nam, mi trưởng tương đương với lại si ca bù 4. Ông nó chẻ ra cái phần bolero đó thì chúng ta đánh cái video pha trưởng ép nè. Trong bài sẽ có nha, là bass 3 2 1 chất, rồi chúng ta chuyển qua son. Bass 3 2 1 chất chất chất. Em có biết không, hè về phường hồng đẹp lắm. Tình mình ca nồng thắm trong bao ước vọng chào dân. Giờ trong tim tôi bầu hồng không phải phô. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Bây giờ chúng ta đếm nè. Cái nhịp chân mình nhịp chân xuống nè. Nhịp chân xuống dài chân lên. 1, 2, 3, 4. 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hay một đầu tiên á, là nó hơi nhanh à. 1, 2, 3. Cái bài mình phải nghe nhiều mình mới tập được. Anh ơi cho dù anh trở về quê hương, hoặc còn tha phương, xin anh còn giữ vẹn câu thề. Dù gió mưa về vẫn một lòng yêu mến quê. Ngày mai ta xa nhau rồi, nhưng tin trong đời anh sẽ còn gặp tôi. Quê cũ mừng vui. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. À đây là dòng đàn phun gỗ thế hệ mới 190, có tia chỉnh công cần, tất cả đều làm bằng gỗ, âm thanh rất là hay, rất là êm tai. Giao trong thành phố Hồ Chí Minh, giá chỉ có 1.900.000 được tặng kèm bao da, cabo, giáo trình, dây dự phòng và miễn phí vận chuyển tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặt ngay tại Zalo ạ. Ga, palat chậm. Bát ba một hai ba. Bằng lòng đi em về với quê anh. Dịp chân nè. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Nào cứ chậm vậy thôi. Bát ba một hai ba. Một vườn cây xanh, hoa trái đơm hương. Thuyền này qua sông, bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Chỉ cần chúng ta chuyển những cái hợp âm cơ bản là chúng ta có thể tập được. Chúc quý anh chị và các bạn có nhiều niềm vui bên cây đàn guitar và tập hiệu quả cùng với chương trình Guitar 5 phút. Hẹn gặp lại. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cô này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích. Không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Đó, nó cái độ bền của nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000. Mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển.
mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì 2 bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán lên đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì 2 bộ lát xích sẽ là 300.000. Chơi này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.